thiên kiều. Nếu em không về thì tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cố Thạch Chi, nếu tiểu ta còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu ta nên về lại với quê. Muốn nói
điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong. Một mai giữa xa trường anh.